luyện sách cho auto luyện sách một tí là nó ra hết mà bây giờ mình sẽ lấy mật tịch quyết mật tịch yêu quyết server này nó là yêu quyết free hết hoàn toàn trăm phần trăm rồi trăm phần trăm là yêu quyết free rồi bây giờ mình đối với đường môn đầu tiên là sẽ một là một cuốn bẫy à cuốn cuốn búp nhá cuốn búp nó là dòng 3 cuốn búp dòng 3 mình sẽ kiểm tra là dòng 3 cuốn nào nó ngon cuốn này là dòng 3 103 này 103 mình sẽ ép yêu quyết là tâm nhãn thứ hai là thu hà minh tra của mình và cái thứ ba là thối độc thuật thối độc thuật mình kiểm tra xem về chính xác của skill chưa nhá tại sao á tại thì anh em vào cái phần mô tả của các cái bản like của mình ấy đều có mô tả hết đấy còn nếu không anh em nhắn tin riêng kênh tốc tốc cho mình mình gửi link cho thì mình nói tiếp về cái yêu quyết này yêu đây mình mình gửi cho bạn nhá cái yêu quyết đường môn thứ nhất là yêu quyết sách búp mình đã có hello các bạn nhá sách bút của mình là tâm nhãn thu hoàng minh tra và thôi độc thuật ok bạn thank you anh em nhá anh em nào tạo ác vào đây đứng nhìn mặt nhau cái cho nó vui nhá mình kiểm tra xem là skill nó có chính xác chưa nào cái thứ nhất là tăng chính xác ok này tâm nhãn phải tăng chính xác nó mới là chuẩn nhá cái này nó có tăng chính xác rồi này và nó phụ thuộc thân pháp ví dụ như là anh em mang mình mình tăng mắc thân pháp vào xem là tăng được bao nhiêu nào đấy thì chính xác tăng lên 1k6 thì với ưu quyết tâm nhãn là nó tăng chính à, nó là có tỷ lệ bỏ qua này tránh à, bỏ qua chính xác à, bỏ qua phòng ngự sau đây anh em bị lưu lưỡi tâm nhãn bỏ qua phòng ngự 10 phần trăm vì sách 100 phần trăm mà thì uh, skill là vừa tăng chính xác vừa có ưu quyết là bỏ qua phòng ngự chỉ cần mang trên người búp xong là đổi sách được nhá uh, Bây giờ anh em vào chơi được rồi anh em chỉ cần lấy link thôi là vào chơi được rồi đang test nội bộ mà thì uh, anh em là bút cái tâm nhãn này lên là vừa tăng chính xác này. 1k6 nhá, hiện tại của tôi là 1k3. 1k3 tôi bút tâm nhãn lên là vừa tăng chính xác vừa có tỷ lệ 10% bỏ qua phòng ngự. Đúng chưa? Rất ok này. Cái thứ hai là thu, à, thu hà minh cha Thu hà minh cha cái tác dụng của nó ấy là nó nó dùng để mà tăng khả năng tránh đòn 8%, tăng khả năng tránh đòn 8% và nó phát hiện bẫy. Phát hiện bẫy này thực ra thực ra là nó chỉ là để cho đừng môn với nhau thôi chứ còn nó quan trọng nhất là cái khả năng tránh đòn và cái thứ hai nữa là cái ưu quyết Ưu quyết của nó là tỷ lệ bỏ qua này tránh có 10 tỷ lệ bỏ qua này tránh đấy có 10 trăm tỷ lệ bỏ qua này tránh và cái thứ ba là ưu quyết thối độc thuật thối độc thuật đấy thì hiện tại là cái này nó tăng chính xác 150 điểm nhá tăng chính xác 150 điểm và ưu quyết của nó là kèm theo độc sát Ưu quyết của nó là kèm theo độc sát đấy thì anh em bút vào tùy trường hợp mà anh em bút cái thối độc này có ưu quyết hay không nhá ví dụ như anh em chơi với một số hệ phái mà anh em bắt buộc phải đặt cái bẫy ngủ ấy thì là anh em phải búp cái sách này cái 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 skill này để tăng chính xác nhưng không được dùng ý quyết phải chuyển sang một cái cuốn sách khác không có ý quyết thì anh em búp cái này lên dùng bẫy ngủ mới được chứ còn nếu mà nó có cái ưu quyết thối độc này này anh em búp này lên thì trong cái thời gian còn cái thối độc này anh em đánh vào đối phương nó nó sẽ kèm theo độc sát thân pháp xong anh em đa phần sẽ chơi vào gân cốt đa phần sẽ chơi vào gân cốt còn lại là chia quạ sang cái hệ phái khác sức mạnh về đại đam đam nhiều một cũng được nhưng mà vào gân cốt thì nó châu bò anh em đánh được nhiều thứ hơn vì là chơi bẫy nhiều mà cái này không chơi trên đường thoại đồ bán này Ờ link tải game thì anh em nhắn tin cho mình hoặc là vào trong cái phần mô tả của các cái nền tảng mình có hết đấy các cái nền tảng mình là like đều có hết đây mình mình gửi cho nhá à, thì là anh em dùng thối độc này có ý quyết hay không ý quyết là phụ thuộc vào việc là đối phương là gì Ví dụ như là những cái hệ phái mình chơi mà mình không đặt bẫy ngủ thì mình à uh, này có yêu quyết. Còn nếu mà không thì mình chuyển sang sách khác không yêu quyết mình book tăng chính xác là chính thôi. Đấy, tăng mươi chính xác là được. Còn không có yêu quyết là nó không lên độc. Đấy là ba cái yêu quyết quan trọng của con Đường môn. Cái thứ hai nữa là một cái yêu uh, cuốn sách đặt bẫy. Cuốn sách đặt bẫy mình sẽ ưu tiên cho dòng 3 và dòng 4. Dòng 3 của mình ấy sẽ là 100% để mà mình có được cái Uh, nó gọi là cái uh, yếu quyết uh, tỏa mảnh châm Đây tỏa mảnh châm nhá Tỏa mảnh châm này yếu quyết dòng 3 nó có tác dụng gì Nó là có tỷ lệ khiến đối phương là à Tức là khi mà đối phương mà dính bẫy tỏa mảnh châm ấy Thì nó sẽ bị là trong vòng 10 giây đối với sách 100% nhá Trong vòng 10 giây nó không bơm được một tí hiệu quả nào hết thì, uh, Nó gọi là bất kỳ dược phẩm nào ấy Ví dụ như là máu này kể cả cắn lắc cũng không được này Cử chuyển không được này Cắn máu đều không được hết Thế là nó cấm trong vòng 10 giây Yên tâm là trong vòng 10 giây này là mình có thể kết thúc được đối phương ngay Đúng không? 10 giây là cao lắm đấy Trước mình chơi các cái server mình toàn luyện lên 90% Để mà nó lấy được cấm 9 giây ngon lắm Trong vòng 9 giây anh em yên tâm là Là 90% À 9 giây thôi là đối phương đáy ra đá quần rồi đấy Vì trong cái lúc đấy là nó ăn cái combo bẫy độc ấy Bẫy độc của nó là nó làm cho đối phương nhảy độc tầm 2-3k một phát mà cấm 10 giây thôi thì xác định luôn à, Thứ hai nữa là phá quan anh em phải có phá quan dòng 4 nhá phá quan dòng 4 thì anh em ném được thiên la là thứ nhất cái thứ hai là anh em đặt bẫy được tất cả các bẫy đều là phải có phá quan cái thứ ba mình có thể là lựa chọn là ép cái anh em đừng ép độc thích cốt nhá độc thích cốt nó kéo dài thời gian mà cái độc thích cốt này nó nó độc nó nó ít với lại là nó nó độc mà kéo dài lắm nó phải đến 30 giây nếu mà có yêu quyết và nó tận một phút cơ nó không cần thiết nó phí phạm lắm thì còn cái ưu quyết tiếp theo là anh em dùng cái ưu quyết là uh, câu hồn tĩnh, câu hồn tĩnh này khiến cho đối phương trong cái thời gian bị hỗn loạn ấy là nó sẽ tăng độc lên, thì nó rất là hiệu quả khi mà anh em tạo một cái combo bẫy độc, combo bẫy độc đối phương mà dính loạn là nó bẫy độc lên rất là nhiều. Uh, cái thứ tư là sẽ có hai lựa chọn, cái lựa chọn thứ nhất cho anh em là anh em hay ép xin tâm thích vào, xin tâm thích để mà cái thời gian phát độc nó nhanh hơn, ví dụ như là uh, tôi uh, book, uh, đặt combo bẫy cái độc của xuyên tâm thích này này nó nhảy được 3 lần mỗi lần một k thì nếu anh em có ý quyết này vào ấy thì nó sẽ nhảy lên được thêm một lần hai lần nữa thì nó nhảy nhanh thì nó sẽ được thêm đam nhiều hơn độc nhiều hơn thì anh em sẽ ép thêm là xuyên tâm thích vào tất nhiên còn riêng với bản thân mình ấy thì mình sẽ không ép xuyên tâm thích mà mình sẽ ép yêu quyết hàm xa vì đấy là do cái thói quen pk của những người thôi thì mình sẽ không không nhấn được vào link không nhấn được vào link vì chắc là bạn là trên điện thoại hoặc là trên tốt bạn không nhấn được vào link thì bạn vào kênh youtube của mình ấy kênh youtube của cái like này này hoặc là cái phần mô tả trong uh, cái phần mô tả của trên kênh youtube với lại là cái phần video phát trực tiếp của các cái server, uh, của các cái bản like khác ấy là mình đều có ghim cái tên của cái link của server này đấy thì anh em kích vào đây anh em uh, tải về được nhá thì uh, với cái cách f quyết của mình thì mình sẽ lại hàm xa vì hàm xa mình do cái cách combo của mình là mình hay bắn tại khi a bắn bắn bạo vũ vào đối phương vào một cái combo bẫy thành ra mình hay bỏ cái xuyên tâm mình ép thảm xa còn anh em nên ép xuyên tâm rồi cái chuyện nhà chế, chế châm mình sẽ nói sau nhá tại vì hiện tại là mình đang đang nói về yếu quyết trước đã rồi đấy là mình được thêm cuốn thứ hai cuốn này là một cuốn búp này khi mới vừa cuốn búp thì anh em là hay đặt sự kiện búp vào này mình đây là cái, cái cách đặt sự của mình thôi nhá mình đặt như này là có cuốn búp này Đấy, cuốn búp này là anh em ví dụ như đổi sách sang này này Đấy búp tâm nhãn lên này khoảng mình tra này thổi độc này còn hàm xa mình vứt đây hàm xa mình vứt đây để mà mình à, uh, búp luôn ví dụ cần thiết mình nhìn thấy delay với mình, mình búp luôn được uh, mình lấy một cái cuốn cuốn này là cuốn 7 này bảy này bây giờ mình cần một cuốn đam cuốn đam là cuốn mà dòng một thật cao và dòng bốn thật cao dòng một là mình có trăm linh hai phần trăm này 101% 101% Nhưng mà cái cuốn kia Dòng 4 no Dòng 3 dòng 4 nó Đều cao là 8x hết Mình sẽ chơi bằng cuốn này nhá Mình sẽ chơi cuốn 100% này 102% này 102% Với một cuốn đam Anh em sẽ có 3 Bắt buộc phải có Ít nhất là 3 yêu quyết Yêu quyết tức nhất là Bạo vũ này Thứ hai là Truy tâm Thứ ba là Hàm sa Chả đâu Đấy Còn nếu có đủ yêu quyết Thì anh em ép thêm chè vào đấy thì đây là một cái cuốn rất là ok cho con đường môn châm vì là chế à, ch, à, cho con đường môn Trâm thứ nhất là nó dòng một là bảo vụ tri tâm dòng 3 là chế ám tăng thủ lên tăng thủ bản thân lên và cái thứ tư là nó có hàm xa hàm xa để tăng cái tỷ lệ lên tầng của cái con um, của cái bảo vụ tri tâm thì anh em mà 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 F thì anh em đặt uh, sách mình là combo bằng tay mình không u sơ nhá riêng đối với đường môn mình sẽ không cài sơ thì ví dụ như mình đặt bẫy bằng cái này này đam bằng cái này này chỉ cần hai cuốn này là ok rồi chỉ cần hai cuốn này bằng là ok rồi mình kiểm tra lại xem cái cuốn cuốn này nếu như mà theo đúng nhá thì nó sẽ có một cái bất lợi cho con đường môn là cái delay của bên mật tịch cao cấp ấy nó delay rất là là lâu mật tịch cao cấp 70 mươi delay rất là lâu thì bên này mình kiểm tra lại xem có delay lâu không nhá tiêu cơ quan thì cơ quan thì anh em có thể là nhận trong cái thẻ trải nghiệm đây có này đấy có cơ quan rồi nhá thì anh em nhận trong thẻ trải nghiệm này anh em cũng có được cái 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 châm thì em không cần phải chế nhá không cần phải chế đấy delay của nó này delay của nó là 5 giây bởi vì đường môn nó là như này thì sẽ có cái phương án thứ hai cho anh em khi mà nếu mà anh em dùng mật tịch để mà ném thiên la anh em sẽ dùng là cái mật tịch 70 mật tịch mình sẽ nhận chân quyển là 70 à từ từ cái này không vứt được à đấy vì là cái cuốn mật tịch cao cấp của đường môn ấy nó delay lâu lắm nó thật 5 giây cơ thì anh em nên 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 dùng cái cuốn 70 hoặc 45 à, tại một số server thì cái 45 70 nó đều combo được server này không có không có nó 40 nó chỉ có 75 thôi mật tịch này chân quyển này nó chết rồi chân quyển này nó là đây mình nhận trong cái thẻ tân thủ nhé nó là có 70 thường này mật tịch này chân quyển này đây là 70 nhá và mình sẽ luyện nhanh cho nó lên chỉ số dòng 4 này mình lấy chỉ số dòng bốn cho anh em xem nhé mật tịch này trăm phần trăm dòng bốn này đấy và mình uh, lấy cái yêu quyết uh, em chờ thì tôi phi bớt ạ lấy quyết phá quan nhé phá quan này đấy thì đây là cái cuốn mà bảy mươi nó cũng phải là cuốn bảy cao cấp mà nó là cuốn bảy thường nhé Rồi, ok. Thì cái cuốn 70 thường này nó sẽ là có delay, nó chậm hơn. À nó nhanh hơn so với lại cuốn 70 cao cấp. Vì bản chất nó là hệ phái đường môn nó là như thế đấy anh em ạ. Hệ phái đường môn nó là như thế. Đây, thì bắt buộc mình phải combo thôi. Đường môn nó cũng có một cái bất lợi là anh em phải dùng cái này anh em mình ném được nhanh. Nó delay nhanh. Chứ còn nếu không anh em thích thì anh em xài 70 kia thôi cũng được. Nhưng mà với một số hệ phái anh em mà ném như thế là bị chậm. Đấy anh nhìn nhá. Tôi ném 70 thường này đấy delay của nó là hai giây rồi nó không có ghi về uh, giãn cách xuất chiêu nhưng mà đấy em nhìn này giãn cách xuất chiều nó nhanh hơn nó chỉ có hai giây thôi còn đối với mật tịch cao cấp ấy thì nó delay nó tận là năm giây nhưng mà hình như mình cảm giác nó cũng không lệch máy lắm hay là cái này nó tại vì nó không ghi nó không ghi thôi chứ còn nếu như mà nó ghi đúng ấy thì mình sẽ biết là cái mật tịch bảy mươi thường này nó sẽ là delay 2 giây. Còn mặt tích cao cấp này này, nó để delay 5 giây. Đấy, delay 5 giây thì nó ném lâu lắm nhưng mà nếu mà anh em chơi ít dùng bẫy thì anh em có thể chơi được cái này cũng được. Cách xuất chiều 5 giây vẫn chơi được. Đấy, tùy thôi, tùy lựa chọn thôi. Và một số cái server là anh em nhìn tôi đây nhá. Một số server là anh em còn combo được 70 với lại ấy luôn này. Đấy. Bên này nó không combo được. Một số server nó combo 70 với lại 45 được Cái server này nó không combo được anh ạ Rồi ok Thế thì lời khuyên cho anh em là dùng cái này đi Đây là lời khuyên cho mọi người nhá Là dùng cái này Cái cuốn bảy 70 cao cấp đi Và một cuốn đam Sau đó là một cuốn búp Đây là những cái cuốn mà mình cần thiết thôi Cuốn cần thiết thôi Cuốn này cuốn búp nhá Đấy, đấy là mình có được một chuỗi mật tịch để mà mình PK được rồi và quan các thứ đây Thì à, đối với việc là nhận à, à, Châm với lại là cơ quan Thì anh em là nhận trong cái thẻ trải nghiệm này là có hết rồi này Có phần à, cơ quan ám khí là nhận rồi Còn nếu như mà trong cái bản open ấy Open chính thức ấy, thì anh em Thứ nhất là anh em đi học kỹ năng chế Cái thứ hai nữa là anh em mua trên ngựa cát cũng được anh em mua trên ngựa cát này, shop, à, bình dân này. Shop, bình, ớ, shop bình dân này Shop bình dân này không có Shop bình dân này không có Shop bình dân này không có anh em ạ rồi ok thế này mà shop bình dân này không có thì anh em sẽ làm gì để mà chế cái thứ nhất là anh em đi học kỹ năng chế trước nhá kỹ năng chế thì anh em qua đầu tiên là qua thành đô này bây giờ mình sẽ cho anh em xem là đi học kỹ năng chế như nào nhá ra gặp cái thằng du phương đại phu này đấy du phương đại phu sau đó chạy qua tỉnh châu cái này mình nhớ mất rồi thành ra mình sẽ làm thật nhanh qua thuyền châu gặp thằng này trải nghiệm này ba này ba này ba này, ba này. À, bốn này và 10 này đấy thế là xong cái này mình nhớ rồi thành ra cũng cần nhiều đâu anh ấy. em em uh, kích đại cũng được qua thằng này mình kích cái là xong qua thằng này chỉ cần kích một cái là xong sau đó chạy sang mình thằng uh, lưu nhất phủ này lưu nhất phủ thì công thức của nó là server uh, này nó không có free bạn ơi nó chỉ có ship uh, trả phí của mình thôi uh, lưu nhất phủ này anh em kích này ba một ba này hai này hai này bốn uh, này uh, và lâu hơn đấy sau đó mình đi học kỹ năng đọc khoáng nhá đấy là anh em mà 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 học nhiều rồi anh em tự nhớ được các cái dòng đấy anh em click thôi học kỹ năng đào khoáng đấy thì khi mà anh em học kỹ năng đào khoáng rồi ấy, thì anh em sẽ có được các cái các cái nguyên liệu anh em phải chế bằng cái này anh em ví dụ như là anh em học sử dụng lên huyền thiết các thứ này đấy đối với đường môn xe này chắc là không có free không có free mình kiểm tra xem trong phần thẻ trải nghiệm nhá thẻ tân thủ nhá á à, có hỗ trợ theo hệ phái không mà có hỗ trợ theo hệ phái được hỗ trợ theo hệ phái là anh em nhận được free về cơ quan và ám khí thì không cần phải chế đấy là cái cái cách kia là cách mà nếu mà server nó không có thì anh em mới phải chế còn không thì anh em lấy luôn chế trong này nè anh em nhận luôn cái này và anh em nhận cái ví dụ như mình hay dùng phái tập châm nếu mà server này khả năng là báo vương châm nó sẽ không có không có tỷ lệ cao cái này anh em phải pk và test thì mới xem được là cái báo vương châm nó có đẩy lùi nhiều hay không thôi chứ còn hiện tại thì mình chủ yếu là dùng phái tập châm là chính thôi và dấp châm là chính vì là cái bà vung châm nó sẽ không đẩy lui được nhiều đâu server đại tu một phát chết luôn á thế thì do anh em cái cách dùng đồ thôi chứ còn nhiều server nhiều server đại tu một phát những kiểu gì chẳng chết một đại tu hai mấy ca máu thì chả chết đúng không đấy là mình cách cách ép bí quyết cho cho uh, server à cho cho hệ phái đường môn nhá Châm chia các thứ có hết rồi này đây chờ tí mình uh, gửi link cho các bạn kia phát nào. À, anh em còn hỏi gì về vấn đề của đường môn không nhỉ? Đường môn còn gì nữa không nhỉ? Đường môn nó chỉ có một tịch yêu quyết trang bị. Trang bị thì mình hay đi theo lối phun đam và sát thương. À, có máu, máu sát thương. À, sách thì ba cuốn. Rồi ok. Trâm, cơ quan hết. Nói chung là với đường môn thì đến thế thôi. Đối với đường môn trâm đến thế thôi. Anh em thích thì anh em dùng u sơ cũng được. Còn mình thì mình không cài u sơ đối với đường môn trâm. Vì đường môn trâm là mình không cài u sơ nhé. Riêng hệ phải đường môn trâm. Rồi bây giờ mình sẽ nói về con năm độc đi. Con năm độc đi. Năm độc có một số anh em đang hỏi về vấn đề là em bị quyết cho năm độc. Đấy. Đây là năm độc nhá. Năm độc thì tất nhiên là nó ưu tiên là